quảng trường thành phố Ban Mê Thuật. Quý vị ơi, đông vui lắm. Quay một chút quảng trường thành phố Ban Mê Thuật này, ngày Tết này, dòng đời và dòng người này, vừa đẹp vừa vui này, cũng nhộn nhịp lắm các bạn ạ. Xuân 2022 này, hôm nay là mùng 3 Tết, quay cho các bạn chiêm nghiệm này, quảng trường thành phố Ban Mê Thuật. Đây là cà phê Sinh Tố, khách sạn, quảng trường. Quảng trường cũng đông vui lắm các bạn ạ. Đây là quảng trường thành phố Ban Mê Thuật. Quay một chút cho các bạn chiêm nghiệm đây đó. Xuân chúc mừng xuân 2022. Có nhiều khởi sắc nhé quý vị. Sức khỏe bình an, dồi dào, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, tấn sức khỏe. Muôn người muôn nhà. Chào tạm biệt quý khách.